Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo hiệu ứng tuyết rơi dành cho ảnh chân dung. Thì đối với cái thể loại này thì nó áp dụng tốt nhất đặc biệt là với trường hợp của mình ha, ở đây nè thì nó áp dụng tốt nhất cho những cái bức ảnh chụp chân dung gần xóa phông. Như bạn thấy ví dụ như là bức hình mình đang sử dụng đây chẳng hạn, thế đây mình có thể tắt bật cái trước và sau đi để các bạn có thể thấy là cái lớp tuyết là mình thêm vô, nhìn nó khá là chân thực. Đây là đối với ảnh chụp chân dung thôi ha. Còn nếu như đối với ảnh chụp toàn thân hoặc là chụp cảnh thì mình có một cái tool khác các bạn có thể coi tại đây ha. Thì OK, thì mình sẽ bắt đầu luôn. Thì đối với cái hình này, giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ bật cái hình gốc ra. Đây, thì đây là cái hình gốc để xử lý hình tuyết rơi. Thì bây giờ mình sẽ xử lý về color blend một chút xíu. Color blend. Đây, mình sẽ tạo một cái gọi là cái new adjustment layer. Mình sẽ click vào color blend và ở mid tone ha, chúng ta sẽ click vào mid tone này. Thì mình sẽ đẩy nó lên cái thanh phía dưới cùng, mình sẽ đẩy qua blue chút xíu, cyan mình sẽ tăng cyan lên chút xíu, tức là chúng ta kéo qua cyan kéo qua blue ha, tức là mình sẽ tăng cái màu xanh màu lạnh lên ở mid tone. Tương tự với ở highlight mình cũng tăng lên một chút xíu ha. Rồi, phải là được rồi đó. Mình chỉ kéo ở highlight và mid tone nha, shadow các bạn có thể kéo tùy. Nếu các bạn cảm thấy cần, nhưng ở đây thì mình thấy không cần thiết nên mình sẽ để nó không hết. OK, và là được tạm thời rồi. Mình sẽ gộp hết lại bằng cách Ctrl Shift E để gộp hết lại ha. Và mình sẽ tạo một chút gọi là hơi có hiệu ứng nó mộng mơ tí xíu, là mình sẽ Ctrl J hoặc là mình bấm chuột phải chọn Duplicate Layer, click OK sẽ hiện ra một cái layer mới giống y chang layer cũ. Thì chúng ta sẽ vào Filter Blur, Gaussian Blur. Rồi, ở đây mình sẽ tăng radius lên chút xíu. Các bạn có thấy nó hơi hơi nhỏ nhỏ đây tí chút là được rồi. Và mình sẽ đặt nó là screen. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là bức ảnh ta nó rất là sáng và các bạn có thể để ý là nó soft, tức là nó hơi mềm mềm cái bức hình đi rất là nhiều. Tại sao nó sáng? Bởi vì cái screen này thì nó so sánh những cái giá trị từ cái layer mà mình đang thao tác với lại layer ở dưới, cái nào trùng nhau thì nó sẽ tăng sáng lên, nó tăng toàn bộ lên ha, tức là đây hai lớp y chang nhau nó sẽ tăng sáng toàn bộ lên, cho nên là mình ở đây nó hơi sáng quá, mình sẽ giảm opacity của cái layer mà nó tăng sáng này, giảm đi khoảng ví dụ là 40 50 tùy bức hình. Ví dụ hình của bạn các bạn tối á thì có thể giảm opacity đi nhẹ thôi, ví dụ như là 70 80, nhưng ở bức hình này đã ở cái hình gốc thì nó đã sáng rồi cho nên là mình sẽ giảm đi tương đối nhiều, ở đây mình sẽ để là 40 thôi. Rồi OK, đó là được. Mình sẽ bấm Ctrl Shift E để gộp hết lại, Ctrl Shift E ha. Sau đó thì bây giờ thì đó là cái bước mà mình chỉnh về tổng thể. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo tuyết. Thì tạo tuyết thì ở một cái tút mình có nói tới cái hướng dẫn cách tạo tuyết như hồi nãy đó, cũng cái link hồi nãy hoặc các bạn bấm đây cũng được. Thì mình sử dụng có rất là nhiều cách, mình có thể sử dụng texture hoặc là sử dụng cái brush. Tuy nhiên đây mình sẽ sử dụng một cái khác hơn, đó là sử dụng filter, những cái noise và filter gallery. Cách làm như sau, chúng ta sẽ tạo một cái layer mới bằng cách là Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Thì đây mình sẽ click OK thì nó sẽ tạo ra một cái layer mới. Ở layer này mình sẽ fill màu đen cho nó. Có hai cách. Thứ nhất là chúng ta bấm chuột phải là chúng ta chọn Paint Pocket Tool và mình chọn cái màu đen ở đây ha. Các bạn có thể chọn màu đen là kéo xuống cuối cùng, chọn màu đen tô cái bụng lên xong. Còn cái cách thứ hai nhanh hơn, các bạn có thể làm nhanh như sau. Ví dụ như là các bạn nhìn qua đây, mặc định như cái bạn thấy màu đen nó đang ở dưới, thì để fill cái màu ở dưới này vào cái layer mà mình đang thao tác thì chúng ta sử dụng là Ctrl Delete thì nó sẽ fill cái màu đấy nhanh hơn. Còn ví dụ như là cái màu đen của các bạn nó đang nằm ở phía trên này, ví dụ như bây giờ mình muốn fill màu trắng đi thì cái màu trắng này nó đang nằm ở phía trên
và để cái fill cái màu foreground này, tức là cái màu nằm phía trên này á, thì mình sẽ là delete, alternate, alternate delete ha. Đó, đó thì nó sẽ fill rất là nhanh. À, nó gọi này này, để fill màu background thì là control delete, còn fill màu foreground tức là cái màu ở trên thì là alternate delete. Ok ha, thì đây mình đang cần tô cái màu foreground, màu background tức là cái màu đen, bởi vì đang nằm ở dưới thì nó gọi là background. Thì mình sẽ là control delete, nó sẽ fill. Ok, bước tiếp theo chúng ta sẽ vào filter và chọn noise, chọn add noise. Rồi, ở đây các bạn có thể tăng lên khoảng cỡ bao nhiêu tùy ý, tăng lên ví dụ như ở đây mình để nó khoảng 230 mấy chẳng hạn thế. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là Gaussian và tích vào monochromatic. Ví dụ như là nó không đặt thì các bạn có thể để ý là nó đang là màu có màu mè trong đây nữa. Như là mình nó cần màu trắng đen, mình sẽ tích vào đây thì nó chuyển hết về màu trắng đen. Ok, chúng ta sẽ click vào ok. Rồi, ở tiếp theo là chúng ta đã có một cái layer mới là layer toàn là noise thế này. Để xử lý tiếp theo chúng ta sẽ vào filter, chọn filter gallery. Rồi, thì ở cái này thì ở trong cái bảng filter gallery này nó hiện ra thì chúng ta sử dụng là bright bright brush, tức là cái cọ mềm ướt. Thì các bạn có thể thấy là cái layer của chúng ta đang bị chuyển ra như thế này. Chúng ta có thể tăng giảm cái thứ lên. Tuy nhiên thì ở đây các bạn có thể thấy là nó tương đối xấu, nó không có được đẹp lắm. Cho nên là cái cách khá hay đó là chúng ta sẽ nhân đôi cái layer Bright Brush này lên bằng cách bấm vào cái New Effect Layer. Chúng ta bấm vào đây ha, chúng ta đang có một lớp Bright Brush rồi, chúng ta sẽ bấm vào đây tiếp nữa thì nó sẽ áp tiếp thêm một bước nữa. Thì ở đây chúng ta có thể tăng giảm cả hai cái sao cho nó nhìn cho nó đẹp nhất. Ta có thể click vào cái dấu trừ ha để chúng ta nhìn thấy tổng tổng thể thế này, và chúng ta chỉnh lại sao cho nó hợp lý. Đây, nó hơi quá nhiều. Cảm thấy là nhìn như thế này là khá ổn rồi. Để coi. Thế vậy ok hơn. Rồi, mình sẽ click ok. Khi là các bạn cảm thấy vừa ý là được rồi. Để biết làm sao thì vừa ý thì chúng ta sẽ phải làm vài lần để các bạn biết hơn. Thì ở đây mình cảm thấy như vậy là ok. Mình sẽ đặt cho nó là screen. Thì lập tức các bạn sẽ thấy toàn bộ màu đen sẽ bị xóa mất hết, là chỉ còn lại màu trắng thôi. Tại sao? Bởi vì như hồi nãy mình nói cái screen này á, nó có chức năng là làm sáng. Cho nên là những cái thằng nào mà không có khả năng, những cái thằng màu nào mà không có khả năng làm sáng nó sẽ bị xóa đi. Thì ở cái trường hợp này là màu đen, bởi vì màu đen nó trộn với màu nào thì làm sao mà sáng được, đúng không? Thì đây toàn bộ màu đen nó sẽ bị biến mất hết, chỉ trừ lại màu trắng thôi. Rồi, ok. Nói chung là chúng ta sẽ set cho cái layer, cái tuyết chúng ta là screen ha. Thì đây mình sẽ có thể là nhân nó lên. Tạm thời tắt cái này đi, bởi vì mình muốn làm một cái lớp nhòe ở lát nữa. Nói chung là chúng ta sẽ tắt cái layer mới cần chuẩn chay, tức là các bạn muốn nhân đôi thì có thể bấm chuột phải chọn WK hoặc là bấm phím Ctrl chay. Phím chay là phím nằm giữa chữ H và chữ K đó ha, trên bàn phím á. Thì ở đây có thể là cái layer này thì mình sẽ tăng tăng cái size nó lên chút xíu và move nó đi. Ví dụ như là mình move nó đi tới đây chẳng hạn vậy. Rồi, chẳng hạn thế, enter. Chờ xíu, có thể là cái tuyết của mình nó đang là hơi bị cứng thì mình sẽ vào filter này, blur vào Gaussian blur và cho nó mềm đi một chút xíu. Khoảng 1 pixel là được rồi. Và thì hai cái này mình bỏ đi tại vì nãy mình chưa có thêm blur. Rồi, ở cái blur rồi mình sẽ nhân đôi lên, Ctrl chay ha, tạm thời tắt đi. Nhân đôi tiếp lên và Ctrl T để chúng ta tăng kích thước lên và move nó đi chút xíu cho nó gọi là nó linh hoạt lên. Click enter. Rồi ok, là tạm thời thế.
Thì bây giờ mình sẽ quay lại với thằng này, cái tuyết này ha. Thì đây mình sẽ đặt nó lại về normal. Tại sao? Để mà mình nhìn thấy là cái kết quả khi mà mình tạo cho nó giống như kiểu bokeh. Thì đây chúng ta sẽ vào filter, chọn là blur, và để bokeh cho nó đẹp đó, thì chúng ta có thể chọn là fill blur. Nếu như các bạn nào sử dụng là CS, có thể là CS5 trở xuống thì như vậy, thì nó chưa có cái fill blur, thì các bạn có thể sử dụng len blur được. Nhưng đây mình muốn sử dụng là fill blur, áp dụng khá đẹp. Đó, khi click vô các bạn sẽ thấy như thế này. Thì ở đây cái blur thế này thì mình có thể tăng giảm cái mức độ nhòe. Đó, cho nên là đây mình thấy nó cỡ này là được rồi. Rồi tiếp tục chúng ta xuống cái blur effect ở cái bokeh, ở cái light bokeh thì mình sẽ tăng cái độ sáng lên. Chẳng hạn vậy, để các bạn có thể thấy là nó tăng cái độ sáng này lên. Rồi cái light range, tức là cái mức độ cái vùng màu, càng kéo dài ra thì nó càng xuất hiện nhiều. Cho nên là mình sẽ để nó cỡ chừng này thôi. Rồi ok, vậy được rồi. Click ok ha. Thì nó sẽ convert cái thằng này ra thành bokeh. Rất là đẹp. Ta sẽ chuyển ngược lại thành screen. Đây chúng ta sẽ dễ dàng thấy hơn. Ở đây các bạn có thể hơi khó thấy chút xíu nhưng không không sao. Rồi, có thể là mình sẽ nhân đôi cái thằng layer 1 lên để mình tạo tiếp một cái bokeh. Và cái bokeh này có thể là mình sẽ làm cho nó bokeh tương đối sáng hơn. Đây khó thấy quá. Bởi vậy nên mình mới để là normal đó. Tắt hết những cái thằng cũ đi. Rồi, các bạn thấy được rồi. Vào filter, blur, fill blur. Và đây mình cho nó nhòe vừa phải thôi. Và cái light thì mình sẽ cho nó rất là sáng. Rồi, click ok. Khá là đẹp. Chọn là screen. Và ok, đây mình sẽ move nó đi một chút xíu hoặc là tăng cái size lên bởi vì nó đang trùng với lại cái vị trí của cái layer ở dưới. Rồi, ta click đây là click enter. Từ đây mình cũng để là tăng cái size nó lên và di chuyển nó đi một chút xíu. Rồi, click ok. Đây khá ổn. Rồi, được rồi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái vùng tuyết nó đang vào mặt thằng nhóc này hơi nhiều. Cho nên là mình sẽ tạo cái layer mask cho từng thằng và mình sẽ bôi cái brush màu đen với opacity là khoảng cỡ sáu mấy, flow cũng nhiều đấy. Và mình bôi màu đen vào cái layer mask của từng thằng ha. Ví dụ như đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ giảm bớt đi chút xíu. Rồi, tương tự tiếp theo với cái lớp ở trên này. Có thể thấy là đây nó là những cái thằng đó, đó. Rồi tiếp theo cái thằng như này, có thể tắt tắt mở lên thì các bạn có thể thấy cái layer nó đang ảnh hưởng là nó là cái nào. Như thấy một số cái như cái này thấy nó khá đẹp nên là mình để này cũng bớt đi một vài cái. À, ta có thể điều chỉnh thêm chẳng hạn vậy. Rồi. Rồi, đó. Rồi, đó là tất cả những cái mà chúng ta cần để tạo ra hiệu ứng. Các bạn có thể thấy là nó khá là ổn. Ok, nếu như trong trường hợp chúng ta muốn tạo cho nó hơi có tí sóng thì có thể nhân đôi cái layer dưới cùng này lên và move ra Ctrl T và chúng ta sẽ chọn là Warp. Thì đây các bạn sẽ điều chỉnh cái này nó đi một chút xíu để ta tạo được cái lớp giống như là tuyết nó hơi bay bay bẻ cong đi xíu. Rồi vậy thôi là được rồi, cong cong nhẹ nhẹ thì ta để ngẫu nhiên thôi được rồi. Rồi đây mình sẽ cần chân tay mở rộng ra chút xíu, mua đi rồi giảm opacity của nó chút xíu. Ở đây thì mình sẽ bôi tiếp tục bôi màu brush màu đen ha. Cứ bôi để nó bớt nhiễm vào thằng nhóc rồi đi. Mình cảm thấy dưới cổ thằng nhóc nó đang hơi nhiều. Rồi ok.
À, các bạn sẽ thấy là chúng ta đạt được một cái mục đích khá là ổn và cái kết quả chúng ta có ha. À, cái cách này áp dụng cho ảnh chụp tin sao phông đó là đẹp và đảm bảo nó sẽ rất là lung linh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tool này và hy vọng là sẽ còn gặp lại các bạn trong những tool sau nữa. Nhớ like và subscribe ha. Cảm ơn.